君という光の影として僕も君を日本一にする。Tớ là một cái bóng, nhưng ánh sáng càng mạnh thì bóng càng tối, và nó sẽ càng làm nổi bật sự rực rỡ của ánh sáng. Tớ sẽ là cái bóng cho ánh sáng của cậu và giúp cậu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản. Đây là những lời đầu tiên của Kuroko nói với Kagami trong lần đầu chạm trán, và cũng là câu nói đã đi vào huyền thoại đối với các fan anime chúng ta, đúng không? Chào các bạn đến với Manga Anime Official. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về anh chàng bóng ma thứ 6 huyền thoại này nhé. Kuroko Tetsuya là nhân vật chính của bộ truyện tranh Kuroko no Basket. Cậu là bóng ma thứ 6 trong thế hệ kỳ tích của Seochum Teko. Sở trường của cậu là đánh lạc hướng và truyền bóng. Hiện tại thì cậu là cầu thủ trong đội hình chính của Cao Trung Seirin, với mục đích đưa cả đội và Kagami vươn tới vị trí hàng đầu Nhật Bản. Kuroko có vẻ ngoài khá nhỏ và mỏng manh so với một cầu thủ bóng rổ. Đó là lý do mà cậu mờ nhạt. Cậu có mái tóc màu xanh dương nhạt, đôi mắt cũng màu xanh, và ánh mắt của cậu luôn luôn trống rỗng. Da cậu khá nhợt nhạt. Cậu mặc đồng phục Seirin màu trắng, đen và đỏ với số áo 11. Cậu cũng thường mang băng đeo tay màu đen. Giày của cậu màu trắng và có một vệt màu xanh dương. Khi không phải tập luyện hay không ở trong trận đấu, cậu mặc đồng phục đi học là Gakuran màu đen, dài tay, có cổ áo đứng kéo dài lên tới cằm. Áo có viền xanh nhạt ở cổ tay và ở phần dây kéo. Cậu cũng thường mặc quần âu đen. Điều đáng chú ý ở mái tóc sau khi thức dậy của cậu đặc biệt rối. Kuroko khá ngây ngô và rất thẳng thắn. Cậu rất chăm chỉ và cố gắng đáp ứng yêu cầu của đội đối với cậu. Cậu khá trầm lặng và khó được nhìn thấy, một đặc điểm luôn đi kèm với misdirection. Cậu cũng thể hiện sự tôn trọng với bạn bè, những người đam mê bóng rổ, và nghĩ rằng khi senpai có niềm tự hào thì câu 2 sẽ có sự tôn trọng. Mặc dù vậy, Kuroko vô cùng tức giận với lối chơi bẩn khi đồng đội của cậu bị đe dọa và bị thương trong những cú va chạm phạm lỗi trong trận với trường Kirisaki Daichi. Khí chất của cậu trở nên quyết liệt hơn, ngay cả Kagami cũng thấy sợ hãi trước một Kuroko như vậy. Khi Kuroko tức giận, rất khó để đánh bại cậu, vì khi đó cậu ấy hừng hực tinh thần chiến đấu. Ngoài ra, khi tình hình xấu đi, cậu ấy dường như nói nhiều hơn. Cậu luôn nói bản thân là cái bóng, tức là khi cậu chơi bóng, cậu sẽ mạnh hơn nếu ánh sáng mạnh mẽ. Với ánh sáng là người đồng đội cậu hỗ trợ. Lúc ở Teko, Aomine là ánh sáng của cậu. Hiện tại, ánh sáng ấy là Kagami. Ngoài sân đấu, Kuroko rất lịch sự với con gái. Trong số những người bạn, Kagami, Aomine và Kise rất sốc khi thấy cậu có thể dễ dàng làm Momoi vui lên và thậm chí còn biết phải làm gì trong những ngày hẹn hò. Kuroko còn bảo Kagami cần phải dịu dàng hơn với con gái. Nhìn chung, cậu là con người lý trí, bình tĩnh, nhưng cũng có lúc khá ngớ ngẩn. Trong một omake, cậu nói rằng cậu có thể làm cho người khác chú ý tới bằng cách kéo áo khoác qua đầu, làm cho mọi người tự động quay sang nhìn và bật cười. Cũng có những lúc cậu dùng khả năng misdirection để chạy trốn. Và có những lần cậu tới trễ khi tập luyện hoặc thi đấu, cậu sẽ giả vờ như là đã ở đó ngay từ đầu, cho đến khi Kagami chỉ vào mồ hôi trên trán cậu. Mặc dù ban đầu khá hời hợt với đồng đội, nhưng dần dần cậu đã mở lòng ra và thể hiện bản thân với mọi người. Cậu cũng có điểm yếu là động vật dễ thương, chẳng hạn như mèo hoặc chó, Tetsuya số 2. Sức mạnh của anh chàng này hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của chúng tôi. Nó thuộc về một thế giới khác, trích lời của Midorima nói về Kuroko. Mặc dù Kuroko khá yếu, nhưng tài năng của cậu cho phép cậu đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ đội nào. Sở hữu một con mắt quan sát tuyệt vời cùng với khả năng hòa nhập vô hình vào bất kỳ môi trường nào, Kuroko có thể thực hiện những đường truyền không thể nhận ra và gần như không thể cản phá, đưa bóng đến giữa các đồng đội của cậu nhanh hơn những gì đối thủ có thể phản ứng. Tuy nhiên, khả năng tàng hình của cậu
khiến cậu rất dễ bị chấn thương. Hơn nữa, tài năng của cậu không hiệu quả mãi mãi. Nếu cậu chơi quá lâu, đối thủ sẽ quen với chiến thuật đánh lạc hướng của cậu. Vì vậy, cậu phải ngồi dự bị ở các thời điểm khác nhau trong trận đấu để ngăn chặn điều này. Kuroko cực kỳ quan trọng đối với Serin khi được gọi là át chủ bài. Tuyệt chiêu đầu tiên của cậu là Misdirection. Kuroko thường trở nên vô hình với mọi người nên cậu đã phát triển một kỹ thuật chơi bằng cách sử dụng khả năng đó. Cậu chỉ đơn giản cư xử như thể một cầu thủ khác sẽ nhận được bóng, chứ không phải cậu. Thêm vào đó, cậu cố gắng hết sức có thể để không thể hiện cảm xúc, giảm sự hiện diện vốn đã yếu ớt của mình. Cậu đẩy các đối thủ tập trung sự chú ý của họ vào người khác và sau đó bước ra một cách bất ngờ. Khi đối thủ không thể nhìn thấy cậu, việc cướp bóng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Misdirection là một kỹ thuật đánh lừa cảm giác của đối phương. Kuroko sử dụng Misdirection của mình cùng các đồng đội. Cậu phải giao tiếp bằng mắt với người dẫn bóng trong khi thực hiện tuyệt chiêu Misdirection và do đó, đôi mắt của những người khác trở thành tấm gương cho vị trí của Kuroko. Điều này cũng là cách để vô hiệu hóa Misdirection của cậu. Người chuyền bóng chỉ đơn giản là ngừng nhìn Kuroko và nhìn vào người dẫn bóng để biết vị trí của cậu. Cho đến nay, người duy nhất có khả năng làm điều đó là Imayoshi. Không chỉ vậy, những kỹ năng mới mà cậu đã học được như Vanishing Drive và Phantom Shoot đã khiến sự tàng hình của cậu giảm dần. Đơn giản là vì những kỹ thuật này đòi hỏi phải giữ bóng và đám đông bắt đầu chú ý đến cậu. Đây là lý do chính Akashi đã không dạy cậu cách ném bóng. Tuyệt chiêu thứ hai của Kuroko là Invisible Pass. Sau Misdirection, Kuroko sử dụng bản thân như một cú tiếp sức cho những đường truyền và chuyển hướng bóng đến một cầu thủ khác chỉ bằng cách chạm nhẹ vào nó. Cậu nhận được bóng từ một người chơi khác và ngay lập tức thay đổi hướng đi của nó tới một cầu thủ không bị kèm. Đường truyền này rất khó dự đoán và hầu như luôn dẫn đến đích. Hình thức thực sự của đường truyền này, theo Midorima, là đường truyền một chạm, cho phép Kuroko thay đổi hướng bóng mà không chạm bóng trong một thời gian dài. Đây là cách chuyển duy nhất hoạt động tốt với Misdirection vì cậu chỉ phải tiếp xúc tối thiểu với bóng. Tuyệt chiêu thứ 3 của Kuroko là Ignite Pass. Là một phiên bản mạnh hơn của cú chuyền thông thường, cậu chỉ dùng chiêu này nếu đường chuyền tàn hình của cậu bị phát hiện. Khi cậu nhận được bóng, cậu đấm vào nó để chuyền cho đồng đội. Bằng cách này, lực của đường chuyền sẽ tăng lên rất nhiều và bóng sẽ di chuyển nhanh hơn nhiều. Kỹ thuật này còn được gọi là Acceleration Pass. Nhưng vì đường chuyền này rất mạnh, chỉ một số người chơi có thể bắt được. Ở trường sơ chung, chỉ có... Việc tất cả cầu thủ
sẽ để mắt tới quả bóng trong trận đấu. Mọi người cho rằng Kuroko không thể duy trì misdirection trong khi cầm bóng, nên thời gian cậu tiếp xúc bóng trên sân là rất ít. Cậu đã vượt qua giới hạn trước đó và đã phát triển khả năng di chuyển vô hình trong khi rơi bóng. Khả năng này đủ hiệu quả để vượt qua hàng phòng thủ của Midorima, một thành viên của thế hệ kỳ tích, và cũng có thể vượt qua mắt của Takao. Lời giải thích về kỹ năng này được đưa ra bởi Midorima trong trận đấu thứ 2 của Serin với Tozo. Kỹ năng này về cơ bản là di chuyển chéo đến điểm mù của đối phương. Nhưng Vadesing Bright thực sự là sự hợp tác với Kagami. Tương tự như misdirection của Kuroko, Kagami thu hút sự chú ý của đối thủ vào cậu chỉ trong một giây, và điều đó giúp Kuroko có thể vượt qua đối thủ thành công. Người duy nhất cho đến nay đã đánh bại Vanishing Drive là Aomine. Cậu chống lại nó và đánh cắp quả bóng bằng cách nhắm mắt lại, khiến cho misdirection của Kagami không hiệu quả. Tuyệt chiêu tiếp theo của Kuroko là Vanishing Drive Overflow. Một kỹ năng Kuroko đã phát triển sau khi hoàn thành Vanishing Drive. Cậu nhận ra rằng nếu cậu có thể kích hoạt misdirection thường xuyên và chuyển sự chú ý ra khỏi cậu thì điều ngược lại cũng đúng. Đây là khi misdirection của cậu đã hết và sự hiện diện của cậu trên sân bắt đầu rõ ràng hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của một người chơi thứ 10 sẽ thu hút sự chú ý của những người chơi khác. Bằng cách cố tình chạy ra khỏi misdirection, cậu mang cho đồng đội của mình khả năng của Vanishing Drive. Tuy nhiên, nhược điểm nghiêm trọng đối với việc sử dụng kỹ thuật này là nó chỉ được sử dụng vào cuối trận đấu, và trong khi cậu đang sử dụng khả năng này, cậu cũng đang sâu cho đối thủ bí mật của nó. Nói cách khác, cậu có khả năng rất cao sẽ thua nếu phải đối đầu với cùng một đối thủ lần thứ hai. Tuyệt chiêu tiếp theo của Kuroko là Phantom Shoot. Kuroko không còn là mối đe dọa vì cậu không có khả năng ghi bàn. Vì vậy, cậu bắt đầu tập luyện cú ném của mình nhưng không thành. Kuroko nhờ Aomine huấn luyện, và Aomine đã thúc đẩy Kuroko học một tuyệt chiêu mới có tên là Phantom Shoot. Bản chất là sử dụng lòng bàn tay để đẩy bóng về phía trước, mặc dù tư thế ném đó là sai. Hơn nữa, từ vị trí ném, bóng thấp hơn một cú ném thông thường. Bằng cách ném thật nhanh, Kuroko có thể đưa bóng qua tầm nhìn của đối thủ. Tuy nhiên, như Akashi giải thích, nếu cậu tiếp tục sử dụng chiêu này, giống như misdirection, nó sẽ làm giảm sự vô hình của cậu, khiến cậu nổi bật và bị đám đông chú ý, không còn là một cái bóng nữa. Tuyệt chiêu số 10 của Kuroko là mắt bán đế vương. Để sử dụng misdirection, Kuroko cần phân tích và dự đoán chuyển động của đối thủ. Nhờ quan sát hành vi và thói quen của đồng đội, Kuroko có được phiên bản mắt đế vương từ sự tin tưởng giữa cậu và đồng đội của mình. Mắt đế vương của cậu không thể dự đoán được chuyển động của đối thủ, mà thay vào đó là những người đồng đội mà cậu quen thuộc. Kuroko cũng sử dụng điều này để thay đổi đường truyền của mình và thay đổi hướng đi của đồng đội nếu cậu thấy bóng sẽ bị cướp nếu chuyển như vậy. Tuyệt chiêu cuối cùng của Kuroko là Kuroko Kagami Alley-oop, một tuyệt chiêu kết hợp với Kagami. Khi đối thủ cố gắng vượt qua, Kuroko chặn bóng lại và đập bóng xuống đất để bóng nảy lên gần rổ. Kagami nhảy lên và chộp lấy quả bóng rồi ghi bàn. Sự kết hợp này bắt đầu từ một cú ném hụt của Kuroko, và Kagami đã cố cứu vớt nó. Combo alley-oop cũng có thể kết hợp với Phantom Shoot, tuyệt chiêu đem lại chiến thắng tại giải Winter Cup cho Serin. Vừa rồi là những thông tin cơ bản của Kuroko mà mình muốn đưa đến cho các bạn. Tiêu điểm về nhân vật tiếp theo sẽ hoàn toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận để chúng mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.